Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Các bạn ơi, thì một cái video trước là mình đã hứa với các bạn là khi nào kênh của mình đủ 50k sub thì mình sẽ làm một cái mini game tặng cho các bạn một con diều, đúng không? Thì theo như lời hứa của mình thì hôm nay mình đã hoàn thành ở đây là một con diều lắp ghép để dễ dàng gửi cho các bạn này. Không biết là bạn nào sẽ là bạn may mắn nhất để nhận được con diều này của mình. Và cách thức tham gia cái chương trình mini game này như thế nào thì lát nữa các bạn cùng mình theo dõi nhá. Và bây giờ thì mình sẽ lắp ghép cho các bạn xem, cũng như test cho các bạn xem. Và ở cái cuối video mình sẽ nói thể lệ cách chơi để cho các bạn tham gia cái mini game này. Và bạn nào may mắn nhất sẽ nhận được một con diều lắp ghép với kích cỡ là 2m này. Còn dáng gì thì bây giờ các bạn cùng mình xem thử nhá. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ghép các bạn nhá. Và quá trình lắp ghép thì mình sẽ để thằng cu em này nó thể hiện cho các bạn xem. Và qua đây các bạn hãy xem cái video này để lỡ bạn nào mà may mắn trúng giải ấy, về các bạn có thể xem quá trình lắp ghép các bạn ạ. Và hôm nay thì mình sẽ test cho các bạn về cái con diều mà mình làm mini game 50k sub. Mặc dù là làm mini game 50k sub mà bây giờ mình đã được 50k 50.400 rồi các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhá, bởi vì mình cần thời gian để chuẩn bị này, cũng như là làm con diều này. Về thể lệ chơi thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bình luận một cái lời chúc tốt đẹp để cho mình nhanh chóng đạt 100k sub này, hoặc là một cái lời bình luận gì đấy cho nó đẹp đẹp các bạn ạ. Tránh những cái trường hợp mà các bạn bình luận spam ấy thì nó sẽ vào mục spam các bạn nhá. Phải bình luận những cái lời chúc thật đẹp gì đó để mình sẽ quay ngẫu nhiên. Khi mình quay ngẫu nhiên thì xuất hiện cái comment nào thì người đó sẽ là may mắn trúng giải các bạn nhá. Mình không cần đoán số hay là không cần dự đoán xổ số gì cả các bạn ạ. Chỉ cần là các bạn bình luận ở trong cái video này. Và lưu ý là một bạn có thể bình luận nhiều lần. Đấy, mình không giới hạn bình luận của các bạn nhá. Nhưng mà các bạn phải bình luận lời chúc, còn các bạn không được bình luận dấu chấm hay là số 1, số 2, bởi vì như thế là vào mục spam. Như thế là không được công nhận đâu các bạn nhá. Sau khi mình quay là phải đúng hợp lệ thì mới được các bạn ạ. Rồi, bây giờ thằng của em nó sẽ tiến hành lắp các bạn này. Cái chất liệu của con diều này là mình làm bằng cáp quang. Và cái que cái ấy thì mình làm bằng đốt cần câu các bạn nhá. Lắp ghép thì cực kỳ đơn giản. Mình sẽ có một cái video hoặc là hướng dẫn cụ thể từng chi tiết một để cho các bạn nào mà nhận được diều này về có thể lắp các bạn ạ. Đúng rồi, chính xác rồi em ạ. Đúng không? Anh thấy hơi sai nhá. À đúng rồi. Các bạn lưu ý là khi lắp phải cẩn thận cái dây này này. Đó, bởi vì cái dây này nó rất hay bị rối ở phía dưới á. Rất là nhiều dây. Đúng rồi, trượt rồi. Thảo kỹ rồi. Lát nữa thì mình sẽ test cho các bạn xem thử là liệu con diều này nó có lên được hay không các bạn ạ. Còn bây giờ là phải lắp ghép trước đã. Về con diều này cái dáng thì mình cũng chưa biết dáng gì. Bạn nào biết dáng con diều này dáng gì thì để lại bình luận giúp mình nhá. Còn màu là kiếp đỏ đen, trên màu đen dưới màu đỏ, đuôi màu đỏ này. Em test cái đuôi cho mọi người xem cái nào. Đó, tôi lao làm đi ông còn lo test nữa. Đây. Đuôi nhá. Các bạn thấy đuôi cái này quen không? Đuôi các bạn thấy quen không? Có thằng của em nó đang tháo lại các bạn ạ. Ây da, thanh niên này lắp diều như thế là vẫn chịu rồi. Thế mà hồi nãy từ khi đi là nó bảo là em lắp được, anh ạ, yên tâm. Đây, cho dây đó. Đúng nhá. Nói chung là về quá trình lắp ghép này rất là đơn giản. Vậy nên là quá trình gửi cũng cực kỳ đơn giản các bạn nhá. Các bạn cứ bình luận đi, các bạn yên tâm. Trong cái mini game 50k sub này thì hình như sai rồi em ạ. Rồi bây giờ sẽ bo cánh các bạn nhá. Bo cánh thì cần luồn hai cái dây này thôi các bạn ạ. Đó, thằng của em nó sẽ thể hiện cho các bạn xem. Đút vô cái lỗ nhá. Và cái lỗ chỉ cần cho vào cái đây này. Đó, ở đó mình có làm một cái chốt ở đây. Nhanh lên em ơi. Chính xác. Rồi. Lên, chính xác luôn. Bây giờ sẽ là kéo cái khóa xét lại các bạn này. Nghiên cứu rất là kỹ càng rồi nhá. Mặc dù không đẹp giống như những cái sản phẩm họ bán ở trên mạng nhưng mà cũng đủ để các bạn chơi. Con này thì bao bão các bạn ạ. Kích cỡ là 2m các bạn nhá, yên tâm. Sau khi các bạn về mà nó hơi bị trùng một chút á thì các bạn cứ đem ra phơi nắng ấy, nó sẽ căng trở lại ngay. Bởi vì là bay nhiều với là lắp tháo vô ra nhiều cho nên là nó hơi bị trùng xuống các bạn ạ. Chứ không sao đâu. Không em, đúng rồi. Ui trời ơi, lắp con diều mà 2 thằng, 3 thằng. Kéo xuống. Cứ thoải mái kéo đi. Không phải đâu. Bị gì á. Rồi, xong phần cánh các bạn ạ. Cuối cùng cũng xong phần cánh rồi. Bây giờ sẽ là phần đuôi. Nhanh lên hai bé ơi. Lật lật
trái thì... Ngược ôi, em phải lật cái cạnh xuống. Đúng rồi. Ấp cạnh xuống. Thấy là ngắt ngắt nữa đó. Rồi, một cánh nữa thôi. Gió chiều nay rất là ok các bạn ạ. Chuẩn bị được tẹt siêu phẩm chiều. Dáng này dáng gì mình cũng chưa rõ luôn. Tịnh ra cái như là phải lật ngược lại. Rượm được, rượm cho trụ nhựa cho đẹp cũng được. Bây giờ các bạn lưu ý nhá, ở đây sẽ có thêm một cái dây để chốt lại các bạn này. Đó, chốt lại như thế này. Để khi lên trời nó không bị bung ra. Còn chỗ này mình làm lắp ghép cho nên là vẫn có một cái bát nhỏ ở đây. Nhưng mà gió mạnh nó sẽ vẫn bị bung ra. Đó, có một dây là dây đi leo á. Đây. Đây này, thả về đây ra. Rồi. Rồi, sương sương là đã hoàn thành về con diều rồi. Cầm lại một xíu nữa để cho các bạn xem nào. Đó, đẹp chưa? Kiếp đỏ đen các bạn nhá. Dáng gì các bạn để lại bình luận cho mình. Còn về hình thức là ok rồi. Bây giờ xem thử liệu có lên nữa hay không. Nó mà bay nữa là hoàn thành 100%. Và con diều này có thể dành tặng cho các bạn tới tay các bạn luôn các bạn ạ. Hy vọng là sẽ có một bạn may mắn nhận được giải nhá. Mà chắc chắn là sẽ nhận được bởi vì là cách thức tham gia của mình nó cực kỳ đơn giản thôi. Và những bạn mà tham gia cái chương trình này thì đừng quên đăng ký kênh, like video và để lại một cái bình luận. Ây da, này, ây da, ây da. Phải để lại một cái bình luận là lời chúc gì đó tốt đẹp để quay bình luận ngẫu nhiên các bạn nhé. Các bạn mà bình luận spam thì sẽ không được tính đâu các bạn ạ. Và những bình luận spam là những bình luận như thế nào? Đó là những bình luận số 1 này, những bình luận dấu chấm, dấu hỏi, chữ Y, chữ A, các kiểu ấy. Rồi, lên đó em. Bây giờ sẽ chuẩn bị tới khoảnh khắc chúng ta mong chờ nhất, đó chính là đâm diều. Đây cũng là cái khoảnh khắc mình chờ đợi các bạn ạ. Bởi vì là từ hôm mình làm cái này đến giờ là vẫn chưa test được hôm nào. Cho nên là chiều nay với thời tiết cực kỳ đẹp, không nắng không mưa, trời có chút gió nhẹ, anh em bọn mình là tiến hành đem đi test ngay. Được chưa cô em? Chưa nha, chưa nha, cho cao cao lên một xíu nha. Được chưa? Chạy leo rồi. Chạy leo à? Chỉnh lại leo một xíu nhá. Các bạn có hóng chơi giống mình không? Con diều này là 2 mét cho nên là các bạn về cứ chơi thoải mái nhá. Các bạn mà thích cộng 6 cũng rất là hợp lý luôn. Mình sẽ làm thêm một cái video cộng 6 trên con diều này. Nói chung là về áo các bạn nhìn xem này. Khá là căng rồi các bạn ạ. Nói chung không được 10 thì cũng được 8 rồi. Nhanh em ơi, anh rất là hóng chờ, gió kìa, gió kìa. Gió kìa. Lẹ 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 lên. Rồi 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 rồi, chuẩn bị. Các bạn ơi, chuẩn bị đón chờ nha. Gió kìa, gió kìa. Ủa nào nãy giờ mà vẫn chưa lên được diều này. Mình là cực kỳ hóng chờ cái video này luôn. Lên. Lên 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 lên. Lên không, lên không? Lèo nó bị hơi lạnh sao ấy hay là gió nhỉ? Lánh gió hay gió diều? Gió nha, gió nha. Thằng quê em của mình nó bảo gió nha. Thế là lên các bạn ạ. Ô đơn giản nhỉ. Diều 2 mét cho mini game 50k sắp đã lên. Và đây là tác giả của hai thanh niên thả diều của chiều ngày hôm nay này. Để mình xem thử nào. Diều đâu? Đây, mình zoom lên các bạn nhá. Đấy, dung rất là cao rồi. Bây giờ các bạn xem độ ổn định của nó xem thử nào. Mình thấy là rất là ok các bạn ạ. Nó hơi lánh một xíu thôi. Nhưng mà vẫn thoải mái cho các bạn chơi. Con này gió bão cấp 1, cấp 2 các kiểu vẫn chơi thoải mái các bạn nhá. Cặp quang mà cho nên là các bạn yên tâm không bị gãy đâu. Nói chung là trước khi mà trao tặng giải thưởng này tới tay các bạn thì mình vẫn phải test để xem thử là chất liệu cũng như là chất lượng nó như thế nào. Quá chỉ là tuyệt vời luôn. Nếu như mà ok ấy thì sau khi mà kênh của mình đạt 60k sắp, mình sẽ làm thêm một cái con diều đại trà lắp ghép để tặng cho các bạn nữa. Lúc đó sẽ có các cái giải khác nữa nhá, giải phụ nữa. Còn giải này chỉ có một cái giải chính thôi. Bởi vì là thời gian khá là gấp cho nên là mình chưa chuẩn bị được nhiều các bạn ạ. Rồi thằng que này nó nghiện rồi các bạn ơi. Nghiện rồi, nghiện rồi. Nắng không, nắng không? Đâu, anh thử. Ui, ngon nhờ. Ngon các bạn ạ, ngon. Con này lên ngon.
Nếu như bạn nào mà sau khi trúng giải mà không nhận ấy thì cứ cho mình nhá. Nếu như các bạn không nhận thì cứ cho mình nhận hết, mình sẽ sử dụng nó để đi chơi. Ờ, hai thanh niên. Thế ý hai thanh niên bây giờ sao? Chiều nay thì thời tiết khá là đẹp này, không quá nắng gắt. Nắng quá mình quay không được cho các bạn xem ấy. Đó. Và các bạn ơi, những bạn nào mà mới biết tới kênh của mình vẫn đăng ký kênh, like video và bình luận các ý kiến của các bạn. Hoặc là các bạn muốn mình làm con diều gì, dáng gì thì để lại bình luận nhá. Hai thanh niên. Ây da, mũi nha, mũi nha. Ơi. À mà quên, tặng diều chứ không tặng dây các bạn nhá. Cho nên là các bạn về sắm dây nhá. Diều lắp ghép cho nên là mình sẽ tháo ra để gửi cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm, nhận hàng thì hàng sẽ không bị hỏng đâu. Và chắc là sắp tới mình vẫn sẽ làm diều lắp ghép để bán các bạn ạ. Bạn nào mà có nhu cầu mua thì mình sẽ làm lắp ghép theo yêu cầu và để bán cho các bạn với giá rẻ thôi, học sinh sinh viên thôi, 100-200 gì đấy, miễn là có bạn đặt mình sẽ làm. Diều đâu? Coi, con diều thì bây giờ rất là ổn định rồi. Hồi nãy nó còn trao đảo chứ còn bây giờ rất ổn định các bạn nhá. Đấy, bé tẹo tẹo tẹo. Thằng này nó thả hết dây các bạn ạ. Bảo sao nó nhỏ thế. Ơ, thế là hai thanh niên này nó đi à? Đến bây giờ con diều vẫn đang hoạt động bình thường các bạn nhá. Không có hiện tượng là xoáy hay là rơi đầu các kiểu đâu các bạn ạ. Mình đang kiếm cho nó một cái bộ sáo khoảng 3 quả gì đấy gắn cho nó đẹp này. À hay là chế thêm một cái dàn sáo xốp để gắn vào các bạn nhờ. Bạn nào đồng ý với ý kiến này không? Rồi, kéo diều xuống rồi các bạn nhá. Bây giờ sẽ mở diều ra cho các bạn xem. Mình vừa chạy cho nên là hơi thở gấp các bạn ạ. Nhanh mở ra đi. Mở ra đi các bạn xem. Quá trình mở cũng rất đơn giản các bạn nha. Kéo lên. Các bạn thấy con diều này ok chưa? Cứ yên tâm mà nhận hàng các bạn nhé. Nhận hàng thì các bạn nhớ trả tiền nhá. Báo chị cũng đúng. Không. Mà nhà mai mua ấy. Báo chị thì quăng. Chị thì cũng chắc tầm vài ba chục thôi à. Vài ba trăm. Đấy, quá trình tháo lắp rất đơn giản luôn các bạn ạ. Tháo cái đuôi trước nữa. Đuôi trước cơ. Thằng thầy ní mà thầy. Thằng này chỉ muốn gần mình tập ấy. Bạn nói gì bạn? Mọi mình ngủ. Em xin lỗi. À, em xin lỗi, mình đi đâu ơi. Nhìn lên. Nhìn lên. Nhìn lên các bạn ơi. Mình nhắc lại một lần nữa về cách thức tham gia chương trình các bạn nhá. Đầu tiên các bạn đăng ký kênh. Đã người tham gia chương trình phải đăng ký kênh. Thứ hai, like video này. Thứ ba, bình luận một lời chúc dưới phần bình luận. Không giới hạn số lần chúc các bạn nhá. Cứ bình luận thoải mái đi. Bình luận càng nhiều thì tỷ lệ trúng nó càng ok. Đó. Bởi vì là đường nào cũng có một bạn trúng cho nên là mình cho các bạn trúng thoải mái luôn. Và khi mà có một bạn được mình quay ngẫu nhiên ra chọn một comment thì các bạn nhớ là để lại số điện thoại này, địa chỉ này, họ tên để các bạn nhận hàng. Và mình sẽ check xem thử là các bạn đã đăng ký kênh chưa, like video chưa. Thì khi đó mới hợp lệ các bạn nhá. Diều thì mình có rồi đấy. Bây giờ quan trọng là các bạn làm đúng để nhận diều hay không thôi. Đấy, như thế là xong thôi các bạn ạ. Nói chung là video này thì đơn giản là vừa sâu cho bạn quá trình lắp ghép này, tháo này và tẹt diều xem thử nó có lên được hay không. Mất công các bạn nhận diều xong lại bảo là diều không lên này kia, mệt lắm các bạn ạ. Rồi các bạn nhá, bây giờ thì kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. À quên, video lần sau sẽ là video công bố kết quả mọi người nhá.